Vâng, em Quốc Hùng xin kính chào toàn thể tất cả các bác đang theo dõi video. Thì như thông báo video trước, hôm nay ngày 2 tháng 11 thì bên em có về được rất nhiều sản phẩm lo đáy vân vân. Và để tiếp tục video đó thì em đã khui ra những cái sản phẩm mà bên em về để phục vụ tất cả các bác đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu lần lượt cho tất cả các bác những dòng lo bên em về. Đó là những dòng lo bốt. Thì trong video này thì em đi vào giới thiệu 3 cặp lo. Là một cặp bốt 301 AV monitor và hai cặp 301 series 4 nha. Rồi, đi vào sản phẩm đầu tiên. Là chiếc là đôi lo bốt 301 AV monitor dòng trí đó nha anh em. Đấy, dòng này thì là một cái đôi lo khá là nổi tiếng và chất âm cực kỳ hay, được đánh giá là hay hơn cả 301 series 3, nhưng mà về phân khúc giá thì lại rẻ hơn 301 series 3 thùng vàng nha anh em. 301 AV monitor. Đấy. Em sẽ quay cho anh em xem cảnh kẽ hơn. Đấy, về tất cả các góc cạnh còn cực kỳ là đẹp nha. Hàng này về em chưa vệ sinh nha. Anh em nhìn thấy nó còn mắc bóc rồi, lau đi là sạch, dính bụi rồi, bụi thời gian. Đấy. Góc cạnh còn rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây là canh. Đấy, tem bốt còn sáng, rất là sáng luôn nha anh em. Chứng tinh nha. Tem bốt. Đấy, canh cực kỳ đẹp nha. Với dòng bốt AV monitor này thì thùng nó rất là chắc chắn và hầu như là nó nặng nhất trong các dòng bốt 301 nha anh em. Nặng nhất trong các dòng bốt 301 vì thùng nó rất là dày. Đánh cho tiếng bass cực kỳ là êm và sâu. À, 301 AV monitor thì bên em về được một cặp thôi. Em sẽ tháo canh ra cho anh em xem. Đây, canh rất là đẹp nha. Đây. Này dính bụi đây. Em sẽ canh này thì em sẽ giặt sạch đi và sẽ vệ sinh sau. Thì giờ quay lên cho anh em và báo giá luôn cho anh em tham khảo đây. Đây. Đây, tháo canh ra cho anh em. Đây, lo chép này. Tuyến lo cực kỳ là đẹp luôn nha nè. Tuyến lo cực kỳ đẹp nha. Đây không vậy. Lo góc cạnh sim ly không hở nha nè. Rất là đẹp luôn. Sắc lép nha nè. Đây. Tháo căng ra cho anh em luôn. Đây, hàng quê này. Còn nguyên bụi nè. Anh em thấy bụi. Này nó vệ sinh sạch sẽ đây. Thông góc cạnh đẹp, chắc chắn và tiếng lo cực kỳ là đẹp luôn. Đôi này thì bên em đang bán với mức giá là đồng phân phối với mức giá cho đẹp chơi. Đây rất là hợp lý nha này, rất là hợp lý luôn. Đó, là giá là 13.700.000. Giá 13.700.000 nha. Đấy, giá em đã bao ship toàn quốc cho đẹp. Giá quá tốt trong cái thời gian mà dịch bệnh như thế này. Đấy, hàng này lại khan hiếm thì bên em về được cặp lo giá cực kỳ tốt cho anh em nha. Rồi, 301 AV monitor nha. 13.700.000. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua là cái đôi lo bốt 301 series 4. 301 series 4 thì em về được hai cặp, một cặp là sản xuất Mỹ, một cặp là Canada nha anh em. Cặp này là sản xuất Mỹ. Đấy. Về đây hàng rất là đẹp. Canh. Đấy. Góc cạnh cực kỳ là đẹp luôn, thùng luôn. Đấy. Anh em nhìn này.
trồng quất đây cực kỳ đẹp này, dính bụi nha. Bụi anh em nhìn canh nó dính bụi này, móc để em sẽ giặt đi, giặt nó sạch đi. Đấy, hàng về chưa bụi, chưa còn nguyên bụi bặm nha anh em nha. Đấy, tháo canh ra cho anh em luôn. Đấy, ok nha anh em nha. Chép góc cạnh cực kỳ đẹp, tiếng lo rất đẹp luôn. Đấy, bên này đang còn một cái chép nữa nằm bên này. Ba lấy một series 4 nha. Hai cặp thì nói chung là về hàng bên em về thì không có phân biệt là hàng Mỹ hay hàng Canada gì hết nha anh em nha. Đấy, thường anh em mua chỗ khác thì sẽ có giá Canada, giá khác Mỹ, giá khác, nhưng em thì đồng giá hết nha anh em nha. Đấy, đồng giá hết. Giá bên em bán cho anh em một cặp 301 series 4 này giá rất hợp lý. Giá là 8.500.000 nha. 8.500.000. Mọi giá mà bên em phân phối ra em đều bao ship hết cho em nha. Đây, em tháo cặp bên này luôn, cặp của Canada. Đây, anh em nhìn cái màn lo nó khác chứ, khác của Mỹ. Đây, và gân, màu gân nó khác luôn. Đây, để riêng nghiêm bán hết cho anh em nha. Đây, bên này cũng vậy. Đây anh em, cặp Mỹ này, cặp Canada này, anh em lựa chọn cặp nào cũng được, đồng giá với nhau. Hàng thì đẹp như nhau luôn, không khác gì hết, tất cả góc cạnh, thùng lo, chắc chắn và rất là đẹp luôn. Đấy. Đây anh em, thùng lo nó đây, em sẽ quay sâu cho anh em xem. Đấy. Đây, góc cạnh còn cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn. Wow, xin lỗi anh em nha, này Mexico giống quay là Canada. Đấy. Đây, made in Mexico nha anh em, Mexico, em nhầm. Một đôi Mỹ, một đôi Mexico, về thì bụi như thế này đây. Còn nguyên bụi đây, chưa vệ sinh nha. 301 series 4 nha anh em, 301 series 4. Sẽ quay cặp lo của Mỹ lại cho đẹp xem. Đấy, trong này thì nó còn một cái chép nữa này. Đấy, anh em này, thấy chưa? Rất đẹp luôn. Nhiều bám nha. Đây, bụi bám này. Rồi, quay qua cho anh em. Đây, lỗ thông hơi nha anh em nha. Lỗ thông hơi nằm bên hông. Đây, bốt 301 series 3 nha, thùng cạnh cực kỳ là đẹp luôn. Đây, cặp nào cũng đẹp như nhau. Đây. Rồi thì anh em nào yêu sản phẩm nào thì nhanh tay liên hệ với Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Bốt 301 Aver Monitor giá là 12.700.000, xin lỗi anh em, 13.700.000. Hai cặp 301 series 4 giá là 8.500.000 nha. Rồi, rất cảm ơn tất cả em theo dõi video và anh em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Lâm Thanh Quốc Hùng cũng như là theo dõi những cái video Quốc Hùng đang lên và những sản phẩm mà Quốc Hùng chuyển về để cho anh em tham khảo và anh em lựa chọn. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở video sau.